Lại nữa, Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát chẳng được dẫn phát 8 giải thoát mà nên dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng được dẫn phát 8 thắng xứ, 9 định thứ đại, 10 biến xứ mà nên dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa. Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ Tát chẳng được dẫn phát 8 giải thoát mà nên dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng được dẫn phát 8 thắng xứ, 9 định thứ đại, 10 biến xứ mà nên dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa? Này Xá Lợi Tử, vì 8 giải thoát không làm không nghỉ, không sanh không diệt, không thành không hoại, không được không bỏ, không có tự tánh, nên Đại Bồ Tát chẳng được dẫn phát 8 giải thoát, mà nên dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì 8 thắng xứ, 9 định thứ đại, 10 biến xứ, không làm không nghỉ, không sanh không diệt, không thành không hoại, không được không bỏ, không có tự tánh, nên Đại Bồ Tát chẳng được dẫn phát 8 thắng xứ, 9 định thứ đại, 10 biến xứ mà nên dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại nữa, Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát chẳng được dẫn phát 4 niệm trụ mà nên dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng được dẫn phát 4 chánh đoạn, 4 thần túc, 5 căn 5 lực, 7 chi đẳng giác, 8 chi thánh đạo mà nên dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa. Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ Tát chẳng được dẫn phát 4 niệm trụ mà nên dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng được dẫn phát 4 chánh đoạn, 4 thần túc, 5 căn 5 lực, 7 chi đẳng giác, 8 chi thánh đạo mà nên dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa? Này Xá Lợi Tử, vì 4 niệm trụ không làm không nghỉ, không sanh không diệt, không thành không hoại, không được không bỏ, không có tự tánh, nên Đại Bồ Tát chẳng được dẫn phát 4 niệm trụ mà nên dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì 4 chánh đoạn cho đến 8 chi thánh đạo không làm không nghỉ, không sanh không diệt, không thành không hoại, không được không bỏ, không có tự tánh, nên Đại Bồ Tát chẳng được dẫn phát 4 chánh đoạn cho đến 8 chi thánh đạo mà nên dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại nữa, Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát chẳng được dẫn phát pháp môn giải thoát không mà nên dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng được dẫn phát pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện mà nên dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa. Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ Tát chẳng được dẫn phát pháp môn giải thoát không mà nên dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng được dẫn phát pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện mà nên dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa? Này Xá Lợi Tử, vì pháp môn giải thoát không làm không nghỉ, không sanh không diệt, không thành không hoại, không được không bỏ, không có tự tánh, nên Đại Bồ Tát chẳng được dẫn phát pháp môn giải thoát không mà nên dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, không làm không nghỉ, không sanh không diệt, không thành không hoại, không được không bỏ, không có tự tánh, nên Đại Bồ Tát chẳng được dẫn phát pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện mà nên dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại nữa, Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát chẳng được dẫn phát 5 loại mắt mà nên dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng được dẫn phát 6 phép thần thông mà nên dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa. Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ Tát chẳng được dẫn phát 5 loại mắt mà nên dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng được dẫn phát 6 phép thần thông mà nên dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa? Này Xá Lợi Tử, vì 5 loại mắt không làm không nghỉ, không sanh không diệt, không thành không hoại, không được không bỏ, không có tự tánh, nên Đại Bồ Tát chẳng được dẫn phát 5 loại mắt mà nên dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì 6 phép thần thông không làm không nghỉ, không sanh không diệt, không thành không hoại, không được không bỏ, không có tự tánh, nên Đại Bồ Tát chẳng được dẫn phát 6 phép thần thông mà nên dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại nữa, Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát chẳng được dẫn phát 10 lực Phật mà nên dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng được dẫn phát 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng mà nên dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa. Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ Tát chẳng được dẫn phát 10 lực Phật mà nên dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng được dẫn phát 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng mà nên dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa? Này Xá Lợi Tử, vì 10 lực Phật không làm không nghỉ, không sanh không diệt, không thành không hoại, không được không bỏ, không có tự tánh, nên Đại Bồ Tát chẳng được dẫn phát 10 lực Phật mà nên dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa, vì 4 điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng, không làm không nghỉ, không sanh không diệt, không thành không hoại, không được không bỏ, không có tự tánh, nên Đại Bồ Tát chẳng được dẫn phát 4 điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng, mà nên dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại nữa, Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát chẳng được dẫn phát pháp không quên mất, mà nên dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa. Chẳng được dẫn phát tánh luôn luôn xả, mà nên dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa. Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ Tát chẳng được dẫn phát pháp không quên mất, mà nên dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa? Chẳng được dẫn phát tánh luôn luôn xả, mà nên dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này Xá Lợi Tử, vì pháp không quên mất, không làm không nghỉ, không sanh không diệt, không thành không hoại, không được không bỏ, không có tự tánh, nên Đại Bồ Tát chẳng được dẫn phát pháp không quên mất, mà nên dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì tánh luôn luôn xả, không làm không nghỉ, không sanh không diệt, không thành không hoại, không được không bỏ, không có tự tánh, nên Đại Bồ Tát chẳng được dẫn phát tánh luôn luôn xả, mà nên dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại nữa, Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát chẳng được dẫn phát trí nhất thiết, mà nên dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa. Chẳng được dẫn phát trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, mà nên dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa. Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ Tát chẳng được dẫn phát trí nhất thiết, mà nên dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa? Chẳng được dẫn phát trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, mà nên dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này Xá Lợi Tử, vì trí nhất thiết không làm không nghỉ, không sanh không diệt, không thành không hoại, không được không bỏ, không có tự tánh, nên Đại Bồ Tát chẳng được dẫn phát trí nhất thiết, mà nên dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, không làm không nghỉ, không sanh không diệt, không thành không hoại, không được không bỏ, không có tự tánh, nên Đại Bồ Tát chẳng được dẫn phát trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, mà nên dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại nữa, Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát chẳng được dẫn phát tất cả pháp môn Đà La Ni, mà nên dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa. Chẳng được dẫn phát tất cả pháp môn Tam Ma Địa, mà nên dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa. Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ Tát chẳng được dẫn phát tất cả pháp môn Đà La Ni, mà nên dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa? Chẳng được dẫn phát tất cả pháp môn Tam Ma Địa, mà nên dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này Xá Lợi Tử, vì tất cả pháp môn Đà La Ni không làm không nghỉ, không sanh không diệt, không thành không hoại, không được không bỏ, không có tự tánh, nên Đại Bồ Tát chẳng được dẫn phát tất cả pháp môn Đà La Ni, mà nên dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì tất cả pháp môn Tam Ma Địa không làm không nghỉ, không sanh không diệt, không thành không hoại, không được không bỏ, không có tự tánh, nên Đại Bồ Tát chẳng được dẫn phát tất cả pháp môn Tam Ma Địa, mà nên dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại nữa, Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát chẳng được dẫn phát quả dự lưu, mà nên dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa. Chẳng được dẫn phát quả nhất lai bất hoàn A-La-Hán, mà nên dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa. Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ Tát chẳng được dẫn phát quả dự lưu, mà nên dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa? Chẳng được dẫn phát quả nhất lai bất hoàn A-La-Hán, mà nên dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này Xá Lợi Tử, vì quả dự lưu không làm không nghỉ, không sanh không diệt, không thành không hoại, không được không bỏ, không có tự tánh, nên Đại Bồ Tát chẳng được dẫn phát quả dự lưu, mà nên dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì quả nhất lai bất hoàn A-La-Hán không làm không nghỉ, không sanh không diệt, không thành không hoại, không được không bỏ, không có tự tánh, nên Đại Bồ Tát chẳng được dẫn phát quả nhất lai bất hoàn A-La-Hán, mà nên dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại nữa, Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát chẳng được dẫn phát quả vị độc giác, mà nên dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa. Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ Tát chẳng được dẫn phát quả vị độc giác, mà nên dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa? Này Xá Lợi Tử, vì quả vị độc giác không làm không nghỉ, không sanh không diệt, không thành không hoại, không được không bỏ, không có tự tánh, nên Đại Bồ Tát chẳng được dẫn phát quả vị độc giác, mà nên dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại nữa, Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát chẳng được dẫn phát tất cả hạnh Đại Bồ Tát, mà nên dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa. Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ Tát chẳng được dẫn phát tất cả hạnh Đại Bồ Tát, mà nên dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa? Này Xá Lợi Tử, vì tất cả hạnh Đại Bồ Tát không làm không nghỉ, không sanh không diệt, không thành không hoại, không được không bỏ, không có tự tánh, nên Đại Bồ Tát chẳng được dẫn phát tất cả hạnh Đại Bồ Tát mà nên dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại nữa Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát chẳng được dẫn phát quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật mà nên dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa. Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ Tát chẳng được dẫn phát quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật mà nên dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa? Này Xá Lợi Tử, vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật không làm không nghỉ, không sanh không diệt, không thành không hoại, không được không bỏ, không có tự tánh, nên Đại Bồ Tát chẳng được dẫn phát quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật mà nên dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại nữa Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát chẳng được dẫn phát tất cả pháp mà nên dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa. Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ Tát chẳng được dẫn phát tất cả pháp mà nên dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa? Này Xá Lợi Tử, vì tất cả pháp không làm không nghỉ, không sanh không diệt, không thành không hoại, không được không bỏ, không có tự tánh, nên Đại Bồ Tát chẳng được dẫn phát tất cả pháp mà nên dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa. Khi ấy Xá Lợi Tử lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế cùng hiệp với pháp nào? Phật dạy: Này Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế chẳng hiệp với tất cả pháp, vì chẳng hiệp nên được gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế không cùng hiệp với tất cả những pháp nào? Này Xá Lợi Tử, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế chẳng cùng hiệp với pháp thiện, chẳng cùng hiệp với pháp phi thiện, chẳng cùng hiệp với pháp hữu tội, chẳng cùng hiệp với pháp vô tội, chẳng cùng hiệp với pháp hữu lậu, chẳng cùng hiệp với pháp vô lậu, chẳng cùng hiệp với pháp hữu vi, chẳng cùng hiệp với pháp vô vi, chẳng cùng hiệp với pháp tạp nhiễm, chẳng cùng hiệp với pháp thanh tịnh, chẳng cùng hiệp với pháp nhiễm ô, chẳng cùng hiệp với pháp bất nhiễm ô, chẳng cùng hiệp với pháp thế gian, chẳng cùng hiệp với pháp xuất thế gian, chẳng cùng hiệp với pháp sanh tử, chẳng cùng hiệp với pháp niết bàn. Vì sao? Xá Lợi Tử, vì Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế đối với tất cả pháp không có sở đắc. Lúc bấy giờ trời Đế Thích bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế sao chẳng hiệp với trí nhất thiết trí? Phật dạy: Này Kiều Thi Ca, đúng vậy, đúng vậy. Bát Nhã Ba La Mật Đa này cũng chẳng hiệp với trí nhất thiết trí, vì do cái này đối với cái kia chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, vì sao Bát Nhã Ba La Mật Đa đối với trí nhất thiết trí không hiệp cũng không đắc? Này Kiều Thi Ca, chẳng phải Bát Nhã Ba La Mật Đa đối với trí nhất thiết trí có hiệp có đắc, đúng như danh, như tướng, như tác dụng của nó. Bạch Thế Tôn, vì sao Bát Nhã Ba La Mật Đa đối với trí nhất thiết trí cũng có hiệp có đắc? Này Kiều Thi Ca, Bát Nhã Ba La Mật Đa đối với trí nhất thiết trí không thọ, không thủ, không chủ, không đoạn, không chấp, không xả, đúng như danh tướng, vân vân, hiệp đắc như vậy mà không hiệp đắc. Này Kiều Thi Ca, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế đối với tất cả pháp cũng không thọ, không thủ, không chủ, không đoạn, không chấp, không xả, đúng như danh tướng, vân vân, hiệp đắc như vậy mà không hiệp đắc. Khi ấy trời Đế Thích lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thật hiếm có. Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế vì tất cả pháp không làm không nghỉ, không sanh không diệt, không thành không hoại, không được không bỏ, không có tự tánh, mà hiện tại tuy có hiệp có đắc nhưng không hiệp không đắc. Lúc bấy giờ Cụ Thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa khởi tưởng thế này: Bát Nhã Ba La Mật Đa cùng hiệp với tất cả pháp, Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng cùng hiệp với tất cả pháp, thì Đại Bồ Tát ấy vứt bỏ hết Bát Nhã Ba La Mật Đa, xa lìa hết Bát Nhã Ba La Mật Đa. Phật dạy: Thiện Hiện, lại có nhân duyên các Đại Bồ Tát vứt bỏ Bát Nhã Ba La Mật Đa, xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa, đó là khi Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa khởi tưởng thế này: Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế không có sở hữu, chẳng phải chân thật, chẳng kiên cố, chẳng tự tại, nên Đại Bồ Tát ấy vứt bỏ hết Bát Nhã Ba La Mật Đa, xa lìa hết Bát Nhã Ba La Mật Đa. Cụ Thọ Thiện Hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát khi tin Bát Nhã Ba La Mật Đa thì chẳng tin pháp nào? Phật dạy Thiện Hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tin Bát Nhã Ba La Mật Đa thì chẳng tin sắc, chẳng tin thọ tưởng hành thức. Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ Tát khi tin Bát Nhã Ba La Mật Đa thì chẳng tin sắc, chẳng tin thọ tưởng hành thức? Thiện Hiện, Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán sắc chẳng thể nắm bắt được, quán thọ tưởng hành thức chẳng thể nắm bắt được. Vì vậy nên Đại Bồ Tát khi tin Bát Nhã Ba La Mật Đa thì chẳng tin sắc, chẳng tin thọ tưởng hành thức. Lại nữa Thiện Hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tin Bát Nhã Ba La Mật Đa thì chẳng tin nhãn xứ, chẳng tin nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ. Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ Tát khi tin Bát Nhã Ba La Mật Đa thì chẳng tin nhãn xứ, chẳng tin nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ? Thiện Hiện, Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán nhãn xứ chẳng thể nắm bắt được, quán nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ chẳng thể nắm bắt được. Vì vậy nên Đại Bồ Tát khi tin Bát Nhã Ba La Mật Đa thì chẳng tin nhãn xứ, chẳng tin nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ. Lại nữa Thiện Hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tin Bát Nhã Ba La Mật Đa thì chẳng tin sắc xứ, chẳng tin thanh hương vị xúc pháp xứ. Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ Tát khi tin Bát Nhã Ba La Mật Đa thì chẳng tin sắc xứ, chẳng tin thanh hương vị xúc pháp xứ? Này Thiện Hiện, Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán sắc xứ chẳng thể nắm bắt được, quán thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng thể nắm bắt được. Vì vậy nên Đại Bồ Tát khi tin Bát Nhã Ba La Mật Đa thì chẳng tin sắc xứ, chẳng tin thanh hương vị xúc pháp xứ. Lại nữa Thiện Hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tin Bát Nhã Ba La Mật Đa thì chẳng tin nhãn giới, chẳng tin sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm chuyên sanh ra. Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ Tát khi tin Bát Nhã Ba La Mật Đa thì chẳng tin nhãn giới, chẳng tin sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra? Này Thiện Hiện, Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán nhãn giới chẳng thể nắm bắt được, quán sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chẳng thể nắm bắt được. Vì vậy nên Đại Bồ Tát khi tin Bát Nhã Ba La Mật Đa thì chẳng tin nhãn giới, chẳng tin sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra. Lại nữa Thiện Hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tin Bát Nhã Ba La Mật Đa thì chẳng tin nhĩ giới, chẳng tin thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra. Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ Tát khi tin Bát Nhã Ba La Mật Đa thì chẳng tin nhĩ giới, chẳng tin thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra? Này Thiện Hiện, Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán nhĩ giới chẳng thể nắm bắt được, quán thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra chẳng thể nắm bắt được. Vì vậy nên Đại Bồ Tát khi tin Bát Nhã Ba La Mật Đa thì chẳng tin nhĩ giới, chẳng tin thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra. Lại nữa Thiện Hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tin Bát Nhã Ba La Mật Đa thì chẳng tin tĩ giới, chẳng tin hương giới, tĩ thức giới và tĩ xúc, cùng các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra. Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ Tát khi tin Bát Nhã Ba La Mật Đa thì chẳng tin tĩ giới, chẳng tin hương giới, tĩ thức giới và tĩ xúc, cùng các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra? Này Thiện Hiện, Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán tĩ giới chẳng thể nắm bắt được, quán hương giới cho đến các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra chẳng thể nắm bắt được. Vì vậy nên Đại Bồ Tát khi tin Bát Nhã Ba La Mật Đa thì chẳng tin tĩ giới, chẳng tin hương giới cho đến các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra. Lại nữa Thiện Hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tin Bát Nhã Ba La Mật Đa thì chẳng tin thiệt giới, chẳng tin vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra. Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ Tát khi tin Bát Nhã Ba La Mật Đa thì chẳng tin thiệt giới, chẳng tin vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra? Này Thiện Hiện, Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán thiệt giới chẳng thể nắm bắt được, quán vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra chẳng thể nắm bắt được. Vì vậy nên Đại Bồ Tát khi tin Bát Nhã Ba La Mật Đa thì chẳng tin thiệt giới, chẳng tin vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra. Lại nữa Thiện Hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tin Bát Nhã Ba La Mật Đa thì chẳng tin thân giới, chẳng tin xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra. Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ Tát khi tin Bát Nhã Ba La Mật Đa thì chẳng tin thân giới, chẳng tin xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra. Này Thiện Hiện, Đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa, quán thân giới chẳng thể nắm bắt được, quán xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra chẳng thể nắm bắt được. Vì vậy nên Đại Bồ Tát khi tin bát nhã ba la mật đa thì chẳng tin thân giới, chẳng tin xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra. Lại nữa Thiện Hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tin bát nhã ba la mật đa thì chẳng tin ý giới, chẳng tin pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra. Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ Tát khi tin bát nhã ba la mật đa thì chẳng tin ý giới, chẳng tin pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra? Này Thiện Hiện, Đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa, quán ý giới chẳng thể nắm bắt được, quán pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra chẳng thể nắm bắt được. Vì vậy nên Đại Bồ Tát khi tin bát nhã ba la mật đa thì chẳng tin ý giới, chẳng tin pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra. Lại nữa Thiện Hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tin bát nhã ba la mật đa thì chẳng tin địa giới, chẳng tin thủy hỏa phong không thức giới. Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ Tát khi tin bát nhã ba la mật đa thì chẳng tin địa giới, chẳng tin thủy hỏa phong không thức giới? Này Thiện Hiện, Đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa, quán địa giới chẳng thể nắm bắt được, quán thủy hỏa phong không thức giới chẳng thể nắm bắt được. Vì vậy nên Đại Bồ Tát khi tin bát nhã ba la mật đa thì chẳng tin địa giới, chẳng tin thủy hỏa phong không thức giới. Lại nữa Thiện Hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tin bát nhã ba la mật đa thì chẳng tin vô minh, chẳng tin hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ ưu não. Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ Tát khi tin bát nhã ba la mật đa thì chẳng tin vô minh, chẳng tin hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ ưu não? Này Thiện Hiện, Đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa, quán vô minh chẳng thể nắm bắt được, quán hành cho đến lão tử sầu than khổ ưu não chẳng thể nắm bắt được. Vì vậy nên Đại Bồ Tát khi tin bát nhã ba la mật đa thì chẳng tin vô minh, chẳng tin hành cho đến lão tử sầu than khổ ưu não. Lại nữa Thiện Hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tin bát nhã ba la mật đa thì chẳng tin bố thí ba la mật đa, chẳng tin tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa. Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ Tát khi tin bát nhã ba la mật đa thì chẳng tin bố thí ba la mật đa, chẳng tin tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa? Này Thiện Hiện, Đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa, quán bố thí ba la mật đa chẳng thể nắm bắt được, quán tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa chẳng thể nắm bắt được. Vì vậy nên Đại Bồ Tát khi tin bát nhã ba la mật đa thì chẳng tin tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa. Lại nữa Thiện Hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tin bát nhã ba la mật đa thì chẳng tin pháp không nội, chẳng tin pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bổn tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ Tát khi tin bát nhã ba la mật đa thì chẳng tin pháp không nội, chẳng tin pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bổn tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh? Này Thiện Hiện, Đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa, quán pháp không nội chẳng thể nắm bắt được, quán pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh chẳng thể nắm bắt được. Vì vậy nên Đại Bồ Tát khi tin bát nhã ba la mật đa thì chẳng tin pháp không nội, chẳng tin pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh. Lại nữa Thiện Hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tin bát nhã ba la mật đa thì chẳng tin chân như, chẳng tin pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì. Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ Tát khi tin Bát Nhã Ba La Mật Đa thì chẳng tin chân như, chẳng tin pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì. Này Thiện Hiện, Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán chân như chẳng thể nắm bắt được, quán pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì chẳng thể nắm bắt được. Vì vậy nên Đại Bồ Tát khi tin Bát Nhã Ba La Mật Đa thì chẳng tin chân như, chẳng tin pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì. Lại nữa Thiện Hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tin Bát Nhã Ba La Mật Đa thì chẳng tin Thánh Đế Khổ, chẳng tin Thánh Đế Tập Diệt Đạo. Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ Tát khi tin Bát Nhã Ba La Mật Đa thì chẳng tin Thánh Đế Khổ, chẳng tin Thánh Đế Tập Diệt Đạo? Này Thiện Hiện, Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa quán Thánh Đế Khổ chẳng thể nắm bắt được, quán Thánh Đế Tập Diệt Đạo chẳng thể nắm bắt được. Vì vậy nên Đại Bồ Tát khi tin Bát Nhã Ba La Mật Đa thì chẳng tin Thánh Đế Khổ, chẳng tin Thánh Đế Tập Diệt Đạo. Lại nữa Thiện Hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tin Bát Nhã Ba La Mật Đa thì chẳng tin bốn tịnh lự, chẳng tin bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ Tát khi tin Bát Nhã Ba La Mật Đa thì chẳng tin bốn tịnh lự, chẳng tin bốn vô lượng, bốn định vô sắc? Này Thiện Hiện, Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa quán bốn tịnh lự chẳng thể nắm bắt được, quán bốn vô lượng, bốn định vô sắc chẳng thể nắm bắt được. Vì vậy nên Đại Bồ Tát khi tin Bát Nhã Ba La Mật Đa thì chẳng tin bốn tịnh lự, chẳng tin bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Lại nữa Thiện Hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tin Bát Nhã Ba La Mật Đa thì chẳng tin tám giải thoát, chẳng tin tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ. Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ Tát khi tin Bát Nhã Ba La Mật Đa thì chẳng tin tám giải thoát, chẳng tin tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ? Này Thiện Hiện, Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa quán tám giải thoát chẳng thể nắm bắt được, quán tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ chẳng thể nắm bắt được. Vì vậy nên Đại Bồ Tát khi tin Bát Nhã Ba La Mật Đa thì chẳng tin tám giải thoát, chẳng tin tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ. Lại nữa Thiện Hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tin Bát Nhã Ba La Mật Đa thì chẳng tin bốn niệm trụ, chẳng tin bốn chánh đoạn, bốn thần túc, 5 căn 5 lực, 7 chi đẳng giác, 8 chi thánh đạo. Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ Tát khi tin Bát Nhã Ba La Mật Đa thì chẳng tin bốn niệm trụ, chẳng tin bốn chánh đoạn, bốn thần túc, 5 căn 5 lực, 7 chi đẳng giác, 8 chi thánh đạo? Này Thiện Hiện, Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa quán bốn niệm trụ chẳng thể nắm bắt được, quán bốn chánh đoạn cho đến 8 chi thánh đạo chẳng thể nắm bắt được. Vì vậy nên Đại Bồ Tát khi tin Bát Nhã Ba La Mật Đa thì chẳng tin bốn niệm trụ, chẳng tin bốn chánh đoạn cho đến 8 chi thánh đạo. Lại nữa Thiện Hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tin Bát Nhã Ba La Mật Đa thì chẳng tin pháp môn giải thoát không, chẳng tin pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ Tát khi tin Bát Nhã Ba La Mật Đa thì chẳng tin pháp môn giải thoát không, chẳng tin pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện? Này Thiện Hiện, Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa quán pháp môn giải thoát không chẳng thể nắm bắt được, quán pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chẳng thể nắm bắt được. Vì vậy nên Đại Bồ Tát khi tin Bát Nhã Ba La Mật Đa thì chẳng tin pháp môn giải thoát không, chẳng tin pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Lại nữa Thiện Hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tin Bát Nhã Ba La Mật Đa thì chẳng tin 5 loại mắt, chẳng tin 6 phép thần thông. Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ Tát khi tin Bát Nhã Ba La Mật Đa thì chẳng tin 5 loại mắt, chẳng tin 6 phép thần thông? Này Thiện Hiện, Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa quán 5 loại mắt chẳng thể nắm bắt được, quán 6 phép thần thông chẳng thể nắm bắt được. Vì vậy nên Đại Bồ Tát khi tin Bát Nhã Ba La Mật Đa thì chẳng tin 5 loại mắt, chẳng tin 6 phép thần thông. Lại nữa Thiện Hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tin Bát Nhã Ba La Mật Đa thì chẳng tin 10 lực Phật, chẳng tin 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ Tát khi tin Bát Nhã Ba La Mật Đa thì chẳng tin 10 lực Phật, chẳng tin 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng? Này Thiện Hiện, Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán 10 lực Phật chẳng thể nắm bắt được, quán 4 điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng, chẳng thể nắm bắt được. Vì vậy nên Đại Bồ Tát khi tin Bát Nhã Ba La Mật Đa thì chẳng tin 10 lực Phật, chẳng tin 4 điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Lại nữa Thiện Hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tin Bát Nhã Ba La Mật Đa thì chẳng tin pháp không quên mất, chẳng tin tánh luôn luôn xả. Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ Tát khi tin Bát Nhã Ba La Mật Đa thì chẳng tin pháp không quên mất, chẳng tin tánh luôn luôn xả? Này Thiện Hiện, Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán pháp không quên mất chẳng thể nắm bắt được, quán tánh luôn luôn xả chẳng thể nắm bắt được. Vì vậy nên Đại Bồ Tát khi tin Bát Nhã Ba La Mật Đa thì chẳng tin pháp không quên mất, chẳng tin tánh luôn luôn xả. Lại nữa Thiện Hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tin Bát Nhã Ba La Mật Đa thì chẳng tin trí nhất thiết, chẳng tin trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ Tát khi tin Bát Nhã Ba La Mật Đa thì chẳng tin trí nhất thiết, chẳng tin trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng? Này Thiện Hiện, Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán trí nhất thiết chẳng thể nắm bắt được, quán trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng chẳng thể nắm bắt được. Vì vậy nên Đại Bồ Tát khi tin Bát Nhã Ba La Mật Đa thì chẳng tin trí nhất thiết, chẳng tin trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Lại nữa Thiện Hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tin Bát Nhã Ba La Mật Đa thì chẳng tin tất cả pháp môn Đà La Ni, chẳng tin tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ Tát khi tin Bát Nhã Ba La Mật Đa thì chẳng tin tất cả pháp môn Đà La Ni, chẳng tin tất cả pháp môn Tam Ma Địa? Này Thiện Hiện, Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán tất cả pháp môn Đà La Ni chẳng thể nắm bắt được, quán tất cả pháp môn Tam Ma Địa chẳng thể nắm bắt được. Vì vậy nên Đại Bồ Tát khi tin Bát Nhã Ba La Mật Đa thì chẳng tin tất cả pháp môn Đà La Ni, chẳng tin tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Lại nữa Thiện Hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tin Bát Nhã Ba La Mật Đa thì chẳng tin quả dự lưu, chẳng tin quả nhất lai bất hoàn A-La-Hán. Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ Tát khi tin Bát Nhã Ba La Mật Đa thì chẳng tin quả dự lưu, chẳng tin quả nhất lai bất hoàn A-La-Hán? Này Thiện Hiện, Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán quả dự lưu chẳng thể nắm bắt được, quán quả nhất lai bất hoàn A-La-Hán chẳng thể nắm bắt được. Vì vậy nên Đại Bồ Tát khi tin Bát Nhã Ba La Mật Đa thì chẳng tin quả dự lưu, chẳng tin quả nhất lai bất hoàn A-La-Hán. Lại nữa Thiện Hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tin Bát Nhã Ba La Mật Đa thì chẳng tin quả vị độc giác. Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ Tát khi tin Bát Nhã Ba La Mật Đa thì chẳng tin quả vị độc giác? Này Thiện Hiện, Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán quả vị độc giác chẳng thể nắm bắt được. Vì vậy nên Đại Bồ Tát khi tin Bát Nhã Ba La Mật Đa thì chẳng tin quả vị độc giác. Lại nữa Thiện Hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tin Bát Nhã Ba La Mật Đa thì chẳng tin tất cả hạnh Đại Bồ Tát. Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ Tát khi tin Bát Nhã Ba La Mật Đa thì chẳng tin tất cả hạnh Đại Bồ Tát? Này Thiện Hiện, Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán tất cả hạnh Đại Bồ Tát chẳng thể nắm bắt được. Vì vậy nên Đại Bồ Tát khi tin Bát Nhã Ba La Mật Đa thì chẳng tin tất cả hạnh Đại Bồ Tát. Lại nữa Thiện Hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tin Bát Nhã Ba La Mật Đa thì chẳng tin quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ Tát khi tin Bát Nhã Ba La Mật Đa thì chẳng tin quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật? Này Thiện Hiện, Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng thể nắm bắt được. Vì vậy nên Đại Bồ Tát khi tin Bát Nhã Ba La Mật Đa thì chẳng tin quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Lại nữa Thiện Hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tin Bát Nhã Ba La Mật Đa thì chẳng tin tất cả pháp. Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ Tát khi tin Bát Nhã Ba La Mật Đa thì chẳng tin tất cả pháp? Này Thiện Hiện, Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán tất cả pháp chẳng thể nắm bắt được. Vì vậy nên Đại Bồ Tát khi tin Bát Nhã Ba La Mật Đa thì chẳng tin tất cả pháp. Cụ Thọ Thiện Hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa của Đại Bồ Tát gọi là Đại Ba La Mật Đa. Phật dạy: Này Thiện Hiện, ông dựa vào ý gì mà nói Bát Nhã Ba La Mật Đa của Đại Bồ Tát là Đại Ba La Mật Đa? Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa của Đại Bồ Tát đối với sắc, chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ. Đối với thọ tưởng hành thức cũng chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ. Đối với sắc chẳng làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán. Đối với thọ tưởng hành thức cũng chẳng làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán. Đối với sắc chẳng làm cho có hạn lượng, chẳng làm cho không có hạn lượng. Đối với thọ tưởng hành thức cũng chẳng làm cho có hạn lượng, chẳng làm cho không có hạn lượng. Đối với sắc chẳng làm cho rộng, chẳng làm cho hẹp. Đối với thọ tưởng hành thức cũng chẳng làm cho rộng, chẳng làm cho hẹp. Đối với sắc chẳng làm cho có sức, chẳng làm cho không có sức. Đối với thọ tưởng hành thức cũng chẳng làm cho có sức, chẳng làm cho không có sức. Bạch Thế Tôn, con dựa vào ý này nên nói Bát Nhã Ba La Mật Đa của Đại Bồ Tát là Đại Ba La Mật Đa. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa của Đại Bồ Tát đối với nhãn xứ chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ. Đối với nhĩ tĩ thể thân ý xứ cũng chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ. Đối với nhãn xứ chẳng làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán. Đối với nhĩ tĩ thể thân ý xứ cũng chẳng làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán. Đối với nhãn xứ chẳng làm cho có hạn lượng, chẳng làm cho không có hạn lượng. Đối với nhĩ tĩ thể thân ý xứ cũng chẳng làm cho có hạn lượng, chẳng làm cho không có hạn lượng. Đối với nhãn xứ chẳng làm cho rộng, chẳng làm cho hẹp. Đối với nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ cũng chẳng làm cho rộng, chẳng làm cho hẹp. Đối với nhãn xứ chẳng làm cho có sức, chẳng làm cho không có sức. Đối với nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ cũng chẳng làm cho có sức, chẳng làm cho không có sức. Bạch Thế Tôn, con dựa vào ý này nên nói Bát Nhã Ba La Mật Đa của Đại Bồ Tát là Đại Ba La Mật Đa. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa của Đại Bồ Tát đối với sắc xứ chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ. Đối với thanh hương vị xúc pháp xứ cũng chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ. Đối với sắc xứ chẳng làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán. Đối với thanh hương vị xúc pháp xứ cũng làm